Xin chào quý vị, Thịnh Nguyễn đang cùng quý vị sẽ dạo quanh một vòng các đường phố quanh khu vực trung tâm quận nhất, và chỉ một vài đường thôi vì ngày hôm nay rất là kẹt xe. Đây là ngày đầu tiên của năm mới 2018, nhưng vì thấy đường phố của Sài Gòn đang được trang hoàng rất nhiều bởi những ánh đèn, và người dân thì đang đổ ra phố để tham quan cũng như chụp ảnh ghi lại những hình ảnh cho năm đầu tiên, những ngày đầu tiên của năm 2018. Đây là một trong những con phố chính cắt ngang qua thành phố, và quý vị đang thấy, quý vị đang đi một cạnh của Dinh Độc Lập. Đây là con phố Nguyễn Thị Minh Khai. Và bây giờ thì quý vị đang đến với phố Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Quý vị thấy đường phố sáng choang. Đây là một trong những con phố mà có thể nói là khá đặc biệt, vì nó sẽ dẫn xuống bến Bạch Đằng, nên là người dân cũng sẽ đi từ con phố này để đổ ra trung tâm rất nhiều. Còn đây là công xã Paris. Quý vị đang thấy tòa nhà Vinhome sáng đèn, và những người dân đang đổ theo con đường công xã Paris này đến với đường Đồng Khởi để đến được với trung tâm, đó là phố Bạch Đằng, hoặc là sẽ đến với nhà hát lớn hoặc phố đi bộ. Xin chào quý vị, Thịnh Nguyễn sẽ gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo nhé.